tất cả các em đã quay lại với kênh Nhung Fan Channel. Và trước khi xem video clip này thì đừng quên để lại cho chị Nhung một cái like, share và subscribe, cũng như là follow Instagram của chị Nhung nha. Trước mặt chị Nhung các em có thể thấy đây là một mâm trái cây siêu to. Nhưng mà cũng không có siêu to lắm đâu, nhưng mà đối với chị Nhung lần đầu tiên mà chị Nhung bày một cái mâm trái cây to như thế này. Và chúng ta sẽ làm gì với nó đây? Đây là một loại xoài. Đây là xoài giống Đài Loan, rất là to luôn các em ơi. Và xoài này được bán với giá là 110.000 một ký. Wow, và nghe nói là rất là ngon. Và tiếp theo đây là kiwi. Nói đến kiwi thì chắc có thể là các em nghĩ là đây cũng là loại kiwi thông thường mà chị Nhung hay ăn á, kiwi xanh. Nhưng mà không phải đâu nha, đây là kiwi vàng. Bởi vậy chị Nhung muốn mua về để ăn thử xem cái kiwi vàng này nó có khác gì so với cái kiwi xanh mà chị Nhung hay ăn hay không. Và tiếp theo đây là táo. Nói chung là táo này chị Nhung mua cho bạn để tiêm thôi. Nhưng mà khi mà bày lên đây một mâm thì cũng phải để cho nó nhiều trái cây lên thì nó sơm hơn các em biết không. Đó nên chị Nhung để ở đây luôn. Thì có gì lát mình ăn cái với bé tiêm luôn. Rồi, một chùm nho. Đây là nho đen bình thường thôi cả nhà ơi. Nhưng mà quan trọng là bây giờ mình sẽ thử hai cái món trái cây lạ nhất mà hôm nay chị Nhung mua nha. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ ăn trái xoài này trước. Chị Nhung không hiểu sao mà cái trái xoài nhìn vào một cái thôi là mê liền. Ấn tượng đầu tiên khi chị Nhung nhìn vào trái xoài này đó là cái vỏ của nó. Vỏ của nó màu hồng các em ạ, nhìn rất là đẹp mắt. Nhưng mà không biết ăn có ngon hay không. Nó cứng lắm các em, nó cứng lắm. Nhưng mà không ngờ là bên trong là nó màu vàng nè, giống như là nó chín rồi á. Bây giờ mình sẽ bào vỏ ra. Công nhận là cảm thấy xoài ngoài tay các em. Đáng lẽ là ăn xoài là mình phải ăn với muối đúng không? Nhưng mà loại xoài này mình không ăn với muối được. Tại vì nó rất là ngọt. Đó, nghe là cái người bán người ta nói vậy đó. Vỏ thì rất là mỏng nha. Nhưng cái vỏ mỏng nè, rất là dễ bào luôn. Nhìn cái trái xoài to kiểu như trái bụng nữa các em. Mỏi tay lắm, mỏi tay lắm nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gọt ra mình xử em nó thôi. Cứng quá, trời ơi, cứng quá. Trái xoài này mà chị Nhung nghĩ là những bạn nào nhỏ nhỏ chắc gọt không nổi quá. Cứng quá, bể luôn rồi. Đây. Wow. Ây à, mỏi tay quá. Đây nè các em ơi, ở bên trong thì chị Nhung cảm giác cái độ giòn nó giống như là xoài keo á. Nhung nghĩ là chị Nhung sẽ cắn nguyên miếng như thế này luôn. Đầu tiên mà ăn vào á, chị Nhung cảm nhận cái độ giòn rất là giòn. Và cái độ ngọt của nó là không có ngọt lắm đâu nha, ngọt kiểu như ngọt thanh đó, chứ không phải là ngọt gắt giống như là xoài xoài chín bình thường của mình. Rất là nhiều nước. Nhưng mà cảm giác là cái mùi vị của nó rất là thơm. Nó thơm lắm các em ơi. Mà khi mà cắn á, các em có thể để ý nè. Khi chị Nhung cắn vào thì ở trong này chị Nhung thấy là nó có hai màu khác nhau. Ở trên này cái màu của nó hơi đậm vàng và vàng đậm, nhưng mà ở trong á cái vàng nó đợt hơn rất là nhiều. Chị Nhung không hiểu là do là cái giống xoài nó như vậy hay là do cái trái xoài nó chưa có chín đó. Nhưng mà khi mà cắn rồi chị Nhung cảm giác nó như thế này nè, ở giữa nó lợt còn hai bên ngoài thì nó đậm hơn. Ngon không chua một miếng nào, rất là ngon và ngọt. Nhưng mà ngọt này cũng không phải là ngọt ngọt quá, mà nó cũng có kèm một chút chua chua trong đó. Nhưng mà cái chua rất là ít nha, rất là ít luôn. Nên là những bạn nào bị bao tử á, có thể ăn cái xoài này nếu như bạn thích xoài sống nha. Nếu như mà cái xoài này các bạn nào muốn ăn chấm muối vẫn được nha. Nhưng mà cảm giác là cái xoài này nó không có ngọt nhiều quá, nên khi mình chấm muối ăn nó sẽ tăng thêm cái vị hấp dẫn và thơm hơn nữa. Ta da, muối đã có rồi đây. Bây giờ mình sẽ chấm thử muối nha. Đây. Thật sự là nhà chị Nhung á hay quen là ăn cái gì cũng phải chấm muối rồi.
cảm nhận của chị Nhung là khi mà ăn cái xoài này dù là có ngọt nhưng mà chấm muối vẫn ngon hơn nha các em. Ngon á. Tuyệt vời, rất là giòn, tuyệt vời lắm em ơi. Bạn nào mà thích hãy mua về ăn thử giống chị Nhung đi. Mà cảm nhận có giống chị Nhung không nè. Chị Nhung xin lỗi là hôm nay á, cái giọng của chị Nhung nó hơi bị khan, chị Nhung đang bị cảm, bị đau họng. Nên là bởi vậy nhìn vô trái cây thèm quá nên là mua về ăn để tăng thêm sức đề kháng cho cơ thể của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ ăn thử đến kiwi này. Đây là kiwi vàng nhập khẩu từ New Zealand. Thường là chị Nhung hay ăn cái kiwi màu xanh á, thì cái vị của nó là chua chua hoặc ngọt. Nếu như mà nó chín quá đó thì nó ngọt hơn chút thôi, chứ nó cũng không gọi là ngọt lắm. Còn nghe nói đâu thì cái trái kiwi vàng này nó rất là ngọt. Nhưng muốn ngọt thì chúng ta phải thử nghiệm trước là chúng ta sẽ bóp. Nếu như các em bóp vào mà các em thấy nó mềm á, chứng tỏ là kiwi đã chín. Khi mà mình ăn vào nó khác cái kiwi kia là rất ngọt luôn. Còn nếu như mà các em mua về mà bóp á mà nó vẫn còn cứng á, thì chúng ta hãy để bên ngoài 2-3 ngày gì đó. Đến khi nào cái trái kiwi của chúng ta nó mềm á thì chúng ta hãy ăn nha. Thì ở đây chị Nhung mua thì cũng có trái cứng trái mềm, nhưng mà chị Nhung sẽ lấy trái mềm ăn trước. Đây chị Nhung thấy là hai cái trái này nó mềm rồi nè. Bây giờ mình sẽ gọt thử hai trái này nha. Sau khi gọt xong thì các em có thể nhìn thấy bên ngoài y chang một trái cóc chín luôn các em ơi. Bây giờ mình sẽ cắn thử bên xem bên trong coi nó có ngọt và ngon giống như là người ta giới thiệu chị Nhung không nha. Thơm quá. Ngọt lắm các em ơi. Rất là ngọt luôn nè. Và các em có thể nhìn thấy bên trong ha. Tất cả là màu vàng hết. Nó khác cái kia là chỉ là một cái màu xanh, cái màu vàng thôi. Nhưng mà vị nha, vị chị Nhung nói là cái vị nha. Vị thì giống nhau hoàn toàn. Nhưng mà cái độ ngọt á, thì cái kiwi vàng này nó ngọt hơn rất là nhiều so với kiwi xanh. Kiwi xanh thì chị Nhung ăn chừng một trái thôi là chị Nhung cảm giác là không muốn ăn nữa rồi. Tại vì cái độ chua á, chua nhiều á, nó sẽ làm hại bao tử của mình. Còn cái kiwi vàng này khi mà chúng ta cắn vào chúng ta sẽ cảm giác là rất là ngọt. Và ngọt của nó là ngọt thanh chứ không có ngọt gắt ha. Nên là mình ăn một lần rồi mình có thể ăn thêm lần hai được nữa. Rất là tuyệt vời. Rất là ngon luôn. Và nước ấy các em ơi, nước rất là nhiều á. Chứng tỏ là trái cây rất là tươi. Đã quá ạ. Cái này mà mình gọt ra xong mình cho vào tủ lạnh á, mình ăn thì cảm thấy ngon lắm á. Nó mát miệng nữa. Trái kiwi mà ngọt như thế này á, thì chắc chắn là bé Suri và bé Thích Tiên sẽ ăn được. Ngon quá. Đây, gỡ cái còi ra nha. Chị Nhung muốn ăn thêm trái luôn quá. Chắc chị Nhung phải ăn thêm nữa đây. Đây, gọt luôn rồi. Ngọt quá các em ơi. Rất ngọt luôn. Trời, theo trái này chị Nhung thấy là nó ít hột quá. Ít hột hơn trái hồi nãy nè. Mà thịt thì rất là nhiều. Chắc là tùy trái. Rất là ít hột luôn á. Ngon quá. Coi như là kiwi thì chị Nhung chấm cho 10 điểm rồi đó. Và xoài thì chị Nhung cũng chấm cho 10 điểm luôn. Nói chung là hai loại trái cây ngày hôm nay chị Nhung mua thì chị Nhung đều chấm 10 điểm hết. Tại vì lần đầu tiên ăn mà cảm giác rất là ngon. Và đúng như thực tế là người ta giới thiệu mình luôn. Rất tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ ăn nho bình thường. Chị Nhung cũng hay mua, đây là loại nho Mỹ bình thường thôi. Không có hột. Ok, vậy là hôm nay chị Nhung cũng đã ăn thử hai loại trái cây mới mà chị Nhung lần đầu tiên được ăn và nói cảm nhận cho các em nghe rồi. Và các em ơi, các em có thích cái video như thế này không? Nếu thích thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ chị Nhung ra thêm nhiều video clip mới nữa nha. Và bây giờ hẹn gặp lại chị Nhung Like You.